nhục tình thâm. Hoàng thí chủ, thật là tiếc quá, sư phụ của con đang bế quan. Không may vậy sao? Nhất Thanh cũng là vừa mới về chùa mới biết tin này. Có điều sư phụ trước khi bế quan đã biết là hoàng thí chủ sẽ đến ghé thăm, để lại một tờ giấy nói Nhất Thanh tặng cho ngài món đồ này. Sư phụ con hy vọng ngài có thể lĩnh ngộ hàm ý nghĩa trong đó. Di Lặc Bồ Tát. Vị thí chủ này là huynh ấy đói xỉu ở đầu thôn, huynh thấy huynh ấy tội nghiệp nên đem huynh ấy về nhà. Nào ăn chén cháo cho ấm bụng đi. Cảm ơn hai người, làm phiền hai người rồi. Xin hỏi phải xưng hô như thế nào với thí chủ vậy? Ta họ Dương. Huynh hình như là không phải người ở trong thôn, có phải là đến tìm người thân không? Đúng, à, không đúng. Rốt cuộc đúng hay là không đúng? Vốn là định đến tìm người thân, đến rồi mới biết người thân đã không còn ở đây nữa. Nếu như không có nơi nào để đi thì tạm thời cứ sống ở chỗ đệ. Cảm tạ ân công. Nhất Thanh sư phụ, để có thấy Dương đại ca ở đâu không vậy? Không có. Có lẽ huynh ấy cũng không tự mà biết rồi sao? Chúng ta đi tìm thử xem sao. Huynh ở đằng kia kìa. Huynh ấy ở trong bụi cỏ để làm gì vậy? Không lẽ huynh ấy là ăn trộm? Ai? Là đệ. Chu huynh đệ là đệ à? Làm ta hết hồn. Huynh nấp ở đây làm gì vậy? Hay là có ý đồ gì với hoàng lão gia? Chu huynh đệ, để đừng hiểu lầm, ta không phải là cường đạo. A-di-đà Phật, Dương thí chủ, huynh có thể nói cho tụi đệ biết tại sao huynh lại nấp ở đây không? Huynh có thể không nói được không? Huynh không nói, ta sẽ bắt huynh lên quan. Ta nói. Thực ra ta không phải là họ Dương, ta là họ Hoàng. Không lẽ huynh có quan hệ gì với hoàng thí chủ kia sao? Đó là đại ca của ta. Huynh nói huynh là đệ của hoàng lão gia. Tại sao lại không đi nhận mạc? Ta không có mặt mũi nào để gặp huynh ấy. Cha ta qua đời đem hết tài sản giao lại cho đại ca ta. Ta không phục nên đã ăn trộm tiền trong nhà, đi qua nơi khác kinh doanh. Sau đó nghe tin vì thiếu số tiền đó mà chuyện làm ăn trong nhà thiếu chút nữa bị phá sản. Huynh đến nơi khác làm ăn, tại sao lại trở thành ăn mày? Ta kết giao nhầm bạn xấu, tiền bị người ta lừa hết mới biến thành ăn mày. Cái này gọi là báo ứng. Lần này ta quay về chỉ muốn gặp mặt đại ca một lần để sám hối với huynh ấy. Tại sao huynh không quang minh chánh đại đi bái kiến vậy? Gia đình không cho ta vào. Ta chỉ còn có cách đợi huynh ấy ra khỏi phủ để gặp mặt tạ tội. Đại Dũng có nhà không? Dạ có. Đại Dũng, lão gia nhà ta muốn làm một cái chén đĩa dùng để đựng cúng phẩm cúng dường Bồ Tát Di Lặc. Ông yên tâm đi, không vấn đề gì. Hoàng thí chủ, Nhất Thanh muốn giới thiệu một người với ông. Vị thí chủ này là tôi cũng giống như Chu huynh đệ, là người làm chén bát. Tốt lắm, thêm một người giúp đỡ thì chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Ta vẫn còn chút chuyện, xin cáo từ. Hai người đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn tự tay làm một cái đĩa để chuộc tội với đại ca. Huynh còn biết làm đĩa à? Huynh ở bên ngoài chính là kinh doanh chén bát. Hy vọng hai người có thể cho huynh cơ hội này. Không thành vấn đề. Hai người nhìn xem thế này có được không? Hoàng thí chủ, huynh làm đẹp quá. Chúng ta đem cái đĩa này cho hoàng lão gia đi. Tiểu hòa thượng luôn luôn phá chuyện của chúng ta. Lần này mình cũng phải phá hỏng chuyện của chúng ta mới được. Ma lực của cậu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ mà thi triển pháp lực sẽ bị tổn khí đó. Ừ. Cho dù là bị tổn khí ta cũng phải dạy bảo tiểu hòa thượng kia mới được. Hoàng lão gia, đĩa ngài muốn làm, chúng tôi đã làm xong rồi. Nhanh như vậy sao? Đưa cho ta xem.
Đĩa này là do ai làm vậy? Là đệ. Nhị đệ. Nhị đệ. Đại ca. Năm đó đệ lừa tiền của gia đình, hôm nay lại đem cái đĩa như vậy đến khoe khoang với ta. Khoe khoang đệ không có. Đệ vẽ tranh như thế này mà bảo là không khoe khoang sao? Cái này đệ... Cái này không phải đệ vẽ. Ngoài đệ ra thì còn có ai có thể vẽ tranh như thế này nữa chứ? Năm đó đệ ăn trộm tiền của gia đình, ta phải bắt đệ lên gặp quan. Các ngươi có chuyện gì mà cãi cỏ ầm ĩ vậy? Lý trưởng đại nhân, ngài đến thực đúng lúc. Có chuyện gì? Đệ ấy là em trai của tiên hoàng nghĩa. Năm đó đệ ấy ăn trộm tiền ở trong nhà, ta muốn kiện đệ ấy. Có chuyện này không? Chuyện này, những lời huynh ngươi nói có phải là thật không? Đúng, đúng là sự thật. Người đâu bắt hoàng nghĩa giam vào ngục chờ ngày xét xử. Tuân lệnh. Hoàng thí chủ, ngài có thể nghe Nhất Thanh nói vài lời không? Nếu như muốn cầu xin cho hoàng nghĩa thì không cần nói nữa đâu. Hình vẽ trên đĩa sao lại biến thành như vậy? Nhất định là do tinh linh ma làm. Lại là tinh linh ma, chúng ta nên làm gì đây? Để Nhất Thanh nghĩ xem sao. Sư phụ, Nhất Thanh phải làm sao mới có thể giúp được hoàng thí chủ? Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát, Nhất Thanh hiểu rồi. Nhất Thanh nên giúp hoàng thí chủ hiểu được sự biểu pháp của Di Lặc Bồ Tát. Cảm ơn sư phụ. Có cách chưa? Chúng ta phải làm lại một cái đĩa đến tặng hoàng thí chủ đi. Làm phiền Nhất Thanh sư phụ tự mình làm đĩa cúng cho tại hạ rồi. A Di Đà Phật, hoàng thí chủ, sư phụ con tặng ngài một bức tượng Phật Di Lặc. Ngài có hiểu được ý của sư phụ con chưa? Tại hạ ngu dốt, mong tiểu sư phụ chỉ điểm cho. Chỉ điểm thì con không dám. Nhất Thanh cũng vừa mới hiểu được ý của sư phụ, rất vui lòng nghe tiểu sư phụ giải bày. Ngài có để ý hình dáng của Di Lặc Bồ Tát không? Hình dáng luôn cười như là đang rất vui vẻ. Trong chùa vừa bước qua cánh cửa, nhìn thấy đầu tiên chính là Di Lặc Bồ Tát. Điều này muốn nói cho chúng ta biết, nếu muốn học Phật, điều đầu tiên là luôn phải cười với mọi người, luôn luôn vui vẻ, không được bực tức. Ngài nhìn thấy tiếp bổng của Di Lặc Bồ Tát rất lớn, đại biểu phàm là chuyện gì đều có thể bao dung, không tính toán so đo với người, cũng thể hiện tâm bình đẳng, tướng vui vẻ. Có những điều kiện này mới có thể nhập môn học Phật. Tiểu sư phụ nói đúng lắm, viên giác pháp sư tặng ta bức tượng này là muốn ta thực tập khoan dung độ lượng. Hoàng mỗ mặc dù bất tài, tự thấy bản thân đối với gia nhân bạn bè cũng khá khoan dung, còn đối đãi với người từng làm hại mình thì sao? Chuyện này tiểu sư phụ muốn nói là nhị đệ của ta. Năm đó đệ ấy ăn trộm tiền trong nhà, làm việc kinh doanh của gia đình suýt nữa bị sụp đổ. Loại người bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy, tiểu sư phụ vẫn muốn ta bao dung đệ ấy. Hoàng thí chủ xin đừng giận. Di Lặc Bồ Tát không phải là dạy chúng ta phải mở rộng tâm lòng sao? Có thể chứa những chuyện mà thiên hạ khó chứa được. Hơn nữa tiểu hoàng thí chủ lại là đệ ruột thịt của ngài. Tiểu sư phụ nói đúng. Nhị đệ trở nên như vậy, ta thân làm đại ca cũng chối bỏ trách nhiệm. Lão gia, Lý trưởng đại nhân đã phán tội cho nhị đệ lão gia rồi. Lão gia, Lý trưởng đại nhân đã phán tội cho nhị lão gia rồi. Có điều... Tại sao lại như vậy? Theo Nhất Thanh biết, thì luôn có hai con tinh linh ma đang âm thầm phá hoại Phật Pháp. Nhất định là do họ đã giở trò. Nói như vậy thì ta đã hiểu lầm nhị đệ rồi. Đệ ấy bị phán tội gì? Ngồi tù 3 năm đã khởi hành lên huyện thành rồi. Ta phải đuổi theo đệ ấy mới được. Nhị đệ, nhị đệ. Nhị đệ. Đại ca, huynh tha thứ cho đệ rồi sao? Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, đại ca làm sao không tha thứ cho đệ được chứ? Đệ trở về với huynh đi. Huynh không kiện đệ nữa, đại ca. Lần này đệ chỉ muốn huynh tha thứ cho đệ thôi. Như vậy là đệ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chuyện mà đệ làm sai thì nhất định phải chịu hậu quả. Đợi đệ thỏa hình xong để trở về phỏng vấn đại ca. Như đệ, đại ca. A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài.
Nam mô A Di Đà Phật.